Rồi bắt đầu vào bài khóa chân đẩy cao tạ đơn từng bên tập bụng. Với cái bài tập này thì các bạn cần một cái gầm bàn hoặc gầm giường hoặc bạn kê một cái gì đó, bạn giữ được cái chân của các bạn lại như thế này. Đó, giữ được cái chân của các bạn lại như thế này để các bạn tập. Rồi các bạn sẽ nằm ngã xuống và các bạn sẽ cần một cái tạ đơn. Với tập này chúng ta sẽ tập từng bên. Rồi, rồi đây, tay của bạn sẽ hơi đặt dưới mông để các bạn giữ thăng bằng hoặc bám vô sàn để các bạn giữ thăng bằng. Khi các bạn đẩy tạ đơn lên, các bạn sẽ đẩy cao thẳng lên và các bạn sẽ thở ra, các bạn xuống, các bạn hít vào. Rồi ví dụ bài tập của bạn có 10 cái thì hãy tập đều 10 cái cho mỗi bên nha, là mỗi bên 10 cái. Rồi bắt đầu. Rồi, đổi bên nha. Rồi, nhớ giữ đều hơi thở của các bạn, mắt nhìn hơi hướng lên trên một xíu. Chín. Rồi. Hãy tập đúng theo số lần và số hiệp theo chương trình và lịch tập của bạn. Rồi, chúc các bạn tập tốt ở bài tập này và hãy nhớ là tập bài tập này phải làm sao cảm thấy cho thật thì vô bụng thì nó mới vô được cơ bụng của bạn, mới là tốt, mới tập đúng nha. Rồi chúc các bạn tập tốt.